triển khai thực hiện khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu áp dụng từ 3 giờ sáng ngày 23 tháng 8 năm 2021 đến khi có thông báo mới. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo nhằm tạo điều kiện đảm bảo đời sống của nhân dân trong thời gian tỉnh Bạc Liêu thực hiện các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch COVID-19, cho phép người dân đi mua lương thực, thực phẩm tại các chợ, siêu thị trên địa bàn, song không được quá một lần một tuần một hộ và chỉ được đi mua luân phiên theo buổi sáng hoặc buổi chiều theo sự sắp xếp của chính quyền địa phương. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện quản lý chặt chẽ hoạt động của các chợ truyền thống, chợ dân sinh và siêu thị trên địa bàn, không cho phép hoạt động đối với các chợ tự phát. Chỉ đạo chính quyền cấp xã phát thẻ đi chợ, trong đó thể hiện đầy đủ cụ thể các nội dung nêu trên. Đồng thời quản lý chặt chẽ việc người dân đi mua lương thực, thực phẩm, đảm bảo tinh thần giãn cách xã hội và tuân thủ đúng nguyên tắc 5K.